Rồi, hello anh em, thì hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2023 nha. Đó, thì hôm nay thì em về được ít hàng, hôm nay anh em hỏi em rất là nhiều luôn nè. Đó là than chuyền chống máy nha, than chuyền chống máy. Đó, thì em về cũng được ít thôi. Có máy thì em về được 2 con, còn trống thì em về được 5 6 con gì đó anh em. Số lượng hàng rất ít nha, tại vì bây giờ nó mới bắt đầu vô mùa thôi, nó nên hàng nó rất là ít luôn. Thì thợ em nó bắt được nhiêu thì nó gửi qua cho em. Thì than chuyền vùng này là vùng cam nha anh em, vùng Campuchia, vùng Pusat đó, đó vùng Pusat giáp Thái Lan nha. Đó thì hàng này thì giọng ở đây là cực kỳ hay đó, em có qua bên đó em test trực tiếp rồi nên em mới cho thợ đi đánh cái vùng này về cho anh em nha. Nói chung than cam thì nó có nhiều vỏ lắm em, nhiều loại, nhiều vùng lắm, Pusat rồi Sayrin rồi Nông Bên rồi nhiều lắm. Thì em lên cái vùng Pusat thì em thấy nó chơi ok thì em cho thợ lên đây anh đánh nè. Đó là nó giáp mạng, nó giáp gần gần với Thái Lan á anh em. Đó thì đợt mấy giống như nếu mà anh em nào mà theo dõi kênh của em nhiều á thì lúc trước thì em có về hàng Thái anh em. Đó thì nhiều anh em bắt hàng Thái, anh em khen rất là hay luôn. Đó nhưng mà hôm nay em đang tìm cái cho thợ nó đi lên cái cánh đó thì chưa thấy chim. Đó nó chỉ thấy ở vùng Busan thì nó có hơi nhiều, thì vùng Busan thì nói chung thì nó cũng gần từ Busan mà lên Thái Lan thì tầm khoảng 50 cây nữa anh em. Đó thì than em thấy vùng này ok thì em mới cho thợ đánh. Thì em về được 2 con than máy, thì để bây giờ thì để em quay 2 con than máy trước cho anh em nha. Đây anh em, thì đây là lồng, đây là lồng 2 con máy nha, 2 con máy chuyền nha anh em. Đây. Em thấy nó khè ghê không? Đó, 2 con nào cũng khè hết nha. Đó đây 2 con này máy chuyền nha. Đó 2 con máy chuyền bộ cao cầu già đòn à. Con máy chuyền ở bên trái màn hình anh em nhìn vô đó, cái con đứng trên kèo rồi, nó nhịp trui rồi, nó quýt chẹp nè. Đó anh em thấy đã ghê không? Đó thì máy chuyền nha, máy chuyền thì bắt đầu bây giờ vô đầu vụ rồi, nó chưa có phải vô đúng cái đỉnh điểm của nó anh em. Nó nên hàng nó chưa có nhiều đâu nha. Đó nó có vẻ lẻ 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 thôi. Đó thì em bán cho anh em á, theo máy chuyền nha, 300 ngàn nha anh em, 2 con. Anh em thích bắt con nào cũng được, đồng giá mỗi con 1 300 nha. Chim bọ chưa ăn cám nha anh em, còn đang ăn sâu cái dế, về anh em nhớ tập cám nha. Đó 300 ngàn một con. Chim chuyền thì anh em nuôi rất là nhanh nhẹn, ở với lại kích trống nó cũng rất là ok luôn á. Đó rồi 300 ngàn con nha, than máy chuyền nha. Rồi tiếp theo là một con than chuyền trống nha anh em, con này là chuyền trống nha. Đó con này bộ, nói chung thì chim chuyền thì về anh em nuôi thì nó còn nở ra nữa nha. Đó con này thì cao cầu dài đòn nè. Đó còn đang ăn sâu dế nha, chưa ăn cám nha anh em. Đó con này thì cao cầu dài đòn mẫu hót nha, đuôi rất là siêng đánh luôn nè. Đó thì chuyền trống em bán cho anh em là 500 ngàn nha anh em, chuyền trống là 500. Đó còn chuyền máy là 300 nha. Đó còn đang ăn sâu dế nè. Đây con này đánh đuôi đã ghê mà nó. Thì than chuyền anh em nuôi á, nó rất là nhanh nhẹn anh em, nó không có giống như than bổi đó, nhưng mà anh em nuôi phải kỹ tại vì nó dễ bị lỗi. Nói chung thì cái nào nó cũng có lợi, cái nào nó cũng có hại hết đó. Đó than chuyền nuôi nó nhanh nhẹn nhưng mà nó rất là dễ lỗi, anh em nuôi thì anh em phải kỹ. Rồi thì con này là con chuyền lồng đầu tiên nha, lồng số 1 nha, giá 500 ngàn. Đó 500 ngàn. Rồi tiếp theo là con này là con lồng số 2 nha. Đó con này là chim chuyền, chuyền dài nha anh em. Chuyền con này nó trổ được tầm khoảng 80-90% rồi. Đó 80-90% rồi nha anh em. Đó thì con này em cũng bán cho anh em 500 luôn. Đó con này về anh em mua về mà anh em ôm lông nữa, nó bây giờ nó đang rớt lông, nó trổ lông già rất là nhanh rồi. Đó về rất là nhanh chơi luôn nha. Đó thì con này là lồng số 2, giá cũng 500 ngàn luôn nha anh em. Rồi tiếp theo đây là 2 con, lồng tiếp theo đây là lồng số 4. Đây thì 2 con này là chuyền trống luôn nha, nhưng mà tại vì em không có lồng á, đó, em không có đủ lồng nên em không có tách ra riêng từng con rồi nên em bỏ chung vô 2 lồng ở trong đây luôn nè. Đó đây thì nói chung thì 2 con này mẫu này nó cũng tương tự với nhau, chứ nó cũng không có con nào hơn con nào hết nên anh em bắt con nào cũng ok hết nha. Đó thì lồng này là lồng số 3 nha anh em.
lồng số 3, hai con chuyện trống. Đó, thì em bán đồng giá 500.000 một con nha anh em. 500.000 một con, chim móng bộ đầy đủ, không trật lỗi gì hết. Còn đang ăn sâu với dế nha. Rồi, tiếp theo đây là lồng số 4. Lồng số 4 cũng là hai con chuyện trống luôn nha. Đó, hai con chuyện trống luôn. Thì mấy con này thì nó đã trổ hết rồi nha, đã trổ hết rồi nha anh em, thì em mới biết là trống là mái. Đó, thì hai con này lồng số 4 nè. Đó, thì hai con này thì mẫu cũng tương tự với nhau, bộ chung chim rất là xiên đến đuôi luôn nè. Đó, thì em cũng bán đồng giá 500.000 một con nha, 500.000 một con. Đó rồi, ok, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em bắt thì anh em báo cho em nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con than bổi lở. Ở con này bổi lở bộ to nha anh em, anh em nhìn cái vai ngực đó nè, chim mập nha, ăn cắm cứng rồi nha anh em, hót rồi luôn nha. Đó, nhưng mà con này thì nuôi thì nó không có, con này anh khách anh nuôi á, anh không có ép dạng á, nên con này nó hơi nhảy. Em đang cọc cánh rồi, để em đì nha nha. Đó, chim là lông này lông mới luôn nha anh em. Đó, lúc anh mua là tính, lúc anh mua là chim bổi, nhưng mà về nó lột ra một lông, thì con này nó cũng chưa phải tính gọi là chim mùa anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha anh em, chim bộ to, họng đen thui nha, đang bắt đầu có lửa nha anh em. Đó, chim móng bộ đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha, lông bóng mượt, lông mới luôn nha anh em. Đó, chim rất là đẹp luôn. Thì con này em bán cho anh em là 600.000, cám cứng nha, hót rồi nha anh em. Rồi, ok, thì anh em xem anh em thích nào thì anh em báo cho em nha. Rồi, ở đây thì khú thì em vẫn còn. Đó, nói chung thì hiện tại khú thì đang dẫn đầu danh sách ở bên em. Đó, hàng rất là nhiều. Đó, thì khú đây thì em bán đồng giá cho anh em là 1.800.000 một con nha, 1.800.000 một con. Chim bổi cám cứng, hót rồi. Bên em con nào hót rồi mới bán, ở con nào chưa hót và không bán, nên anh em yên tâm, anh em khỏi lọt cái vụ mà sợ lọt cái vụ mái nha anh em. Đó rồi, ok, thì khú bổi nha. Đó, thì sáng sớm thì em tắm rửa, em phơi nắng, em cho nó ăn mồi tươi ở đây nè. Đó rồi, xong rồi cho nó khô lông rồi, xong rồi em sẽ keo lên đây. Đó, em keo lên đây thì anh em cứ qua, anh em cứ xem. Đó, con nào hót thì anh em lụm test, anh em lụm anh em bắt. Còn nếu mà anh em nào mà ở tỉnh mà không tới tiệm em bắt được á, thì em sẽ canh em quay nó hót rồi em gửi cho anh em xem. Nói chung thì chim bổi thì nó chỉ ra giọng thôi, chứ còn mà hót mà múa đồ xè đồ nhiều, anh em hỏi có con nào múa xè không thì chưa đâu nha. Tại vì nó về nó chưa có quen chỗ đâu. Nó nếu mà em về được tính luôn ngày hôm nay là được ngày thứ ba mà nó mở miệng thì nó cũng rất là nhanh rồi. Đó, nó cũng rất là nhanh chơi rồi. Chứ anh em mà đòi múa xè nữa đâu thì không có đâu nha anh em. Phải quen chỗ thì con nào nó ra thì mới biết. Đó. Rồi, ok, thì khú bổi nha. Em bán là 1.800.000 một con nha anh em. Anh em xem anh em thích nào thì anh em cứ bắt cho em. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con mi mùa nha. Con này thì chim ba mùa, móng bộ đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Hót nhiều rồi nha anh em. Đó, mới vừa xong lông, lông mới luôn nha. Chim móng bộ đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Hót lai ra là full ngày nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 nha. Thì anh em xem anh em thích thì anh em cứ báo cho em. Đó, chim móng bộ đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Bộ to nha. Đó. Rồi, hót rất là nhiều luôn. Rồi, ok, thì con này em bán cho anh em á là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000, giá này là chim không nha, không có lọc nha. Đó, chim ba mùa, móng bộ đầy đủ. Rồi, ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em cứ gọi cho em. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào tạm biệt anh em.